chào các bạn. Sau thành công vang dội của dòng loa Track 3 đến từ thương hiệu JBL, thì tại sự kiện IFA 2018 tại Berlin của Đức, hãng đã cho ra mắt phiên bản thứ tư để bổ sung vào bộ sưu tập Track rất được yêu thích của mình. Và hôm nay thì mình có ở đây là sản phẩm JBL Track 4, gần như là sản phẩm đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Và hôm nay thì mình sẽ review em nó để có thể đưa ra một hoặc là nhiều lý do khiến cho bạn muốn sắm cho mình một chiếc. Ngoài ra thì hãy cùng xem chất lượng âm của em nó có được cải thiện hơn khi mà so với JBL Track 3 vốn đã rất mạnh mẽ hay không nhé. Đầu tiên khi mà nhìn vào em nó thì các bạn biết gì không, mình đã phải thốt lên rằng ôi, nó chẳng khác gì so với người đàn anh của nó cả. Đúng là phong cách thiết kế của JBL. Từ các dòng như là Stream, Flip hay là chính những thiết bị đã ra mắt của dòng Track như là Track 2, Track 3, chúng ta vẫn không hề thấy JBL thay đổi phong cách một chút nào với thiết kế Dual Bass hai bên, thêm vào đó là các nút chức năng gần như là không thay đổi gì. Tuy chỉ là những điểm nhấn nhẹ nhàng, phần hai bên logo JBL đã được thay đổi một chút với cụm Dual Bass, không chỉ là giải chữ đơn giản mà thay vào đó là những đường kẻ nổi khiến cho cụm Bass có phần mới mẻ hơn rất nhiều. Phần vải ở mặt trước cũng được gia công rất đẹp, đặc biệt là JBL Track 4 được hãng trang bị cho bạn lên đến 10 màu, thoải mái để các bạn lựa chọn theo sở thích cá nhân. Nếu bạn đã mong chờ quá nhiều vào một thiết bị sẽ được JBL nâng cấp hết mình thì có lẽ điều này sẽ khá đáng tiếc khi mà chúng ta sẽ có phần cụm phím với các phím bấm được bố trí các nút giống y hệt, chỉ khác ở vị trí của phần kết nối Bluetooth. Có lẽ giờ đây thì JBL đã hiểu phím Bluetooth mới thật sự là quan trọng hơn cả. Được đặt ở ngay giữa một viền màu trắng bao quanh khiến cho cụm phím này được nổi bật hơn. Loa trang bị công nghệ Bluetooth 4.2 nhưng mà vẫn không có NFC để có thể kết nối một cách đơn giản hơn rất nhiều như là Sony đã làm. Phần micro cũng đã bị hãng bỏ đi. Nếu bạn có xu hướng sử dụng loa cho các cuộc gọi điện thoại thì có thể thấy khó chịu. Cá nhân mình thì không bao giờ muốn có mic trên loa và luôn luôn dò dẫm ngắt kết nối điện thoại mỗi khi nhận được một cuộc gọi. Mấy lần mình bị dính vào nghe điện thoại cái loa mà cả phố nó nghe được rồi. Vì vậy đây thực sự là một điều tích cực đối với mình. Ở cạnh dưới tương tự, chúng ta sẽ có những cổng kết nối cơ bản nhất. Ở giờ đây thì đã không còn cổng USB Type-A mà thay vào đó là USB Type-C, và cổng này thì có thể dùng để sạc cho các thiết bị di động. Mình sẽ không nói thêm quá nhiều vì thật sự thì nó giống hệt với người đàn anh của mình. Track 4 đã được nâng cấp lên JBL Connect Plus thay vì JBL Connect thông thường như là Track 3. Phiên bản này thì tốt lên rất nhiều, cho phép bạn kết nối tối đa 100 loa JBL với nhau thay vì 1 hay là 2 loa. Với kích thước tổng thể là 220x95x93mm và trọng lượng chỉ xấp xỉ 1kg, thì đây là một chiếc loa cực kỳ nhẹ nhàng mà mình nghĩ là bạn có thể mang theo đến những bữa tiệc nho nhỏ của bạn bè, những buổi tiệc tân gia hay thậm chí là ném nó vào ba lô mang đi du lịch. Thời lượng pin của JBL Track 4 cũng khá ấn tượng khi được nâng cấp từ 6.000mAh lên khoảng 7.500mAh. Khi sử dụng thực tế với mức âm lượng là 100%, em nó sẽ trụ được khoảng 5 tiếng và 50-60% thì sẽ sử dụng được đến 8 tiếng, khá là ổn đúng không nào? Hãng thì không công bố là có sử dụng công nghệ sạc nhanh nào hay không. Tuy nhiên với thời gian sạc đầy em nó là 4 tiếng với mức pin là 100% thì mình nghĩ đây hoàn toàn là một thời lượng sử dụng rất tốt. Đi sâu vào phần chi tiết thì em nó được trang bị một driver woofer có kích thước là 50x90mm, tiêu thụ công suất 30W. Có lẽ đây sẽ là điểm khác biệt quan trọng nhất giữa người đàn anh của mình khi mà Track 3 trang bị hai woofer nhỏ hơn với kích thước là 50mm với mức tiêu thụ công suất của cả tổng hai loa là 20W. JBL thì luôn luôn là một thương hiệu đưa ra mức âm cực kỳ to mồm và điều này thì tất nhiên là không thể thay đổi kể cả phiên bản loa mới nhất Track 4 này. Còn khi nói về chất âm, đương nhiên rồi đây là thế hệ mới nên mà thuật toán căn chỉnh tiết tấu âm cũng đã được nâng cấp rất nhiều. Trước khi nói sâu về phần âm thanh thì mình sẽ để ở đây người đàn anh ở JBL Track 3 và một đại diện có cùng tầm giá đến từ Sony là SRS-XB31, và các bạn hãy nghe thử âm thanh xem là thế nào nhé. Các bạn hãy đeo tai nghe vào để có được trải nghiệm âm thanh tốt nhất. We'll be right back.
của em nó thì có lẽ các bạn cũng đã tự đưa ra được ý kiến của riêng mình rồi đúng không nào? Nhờ vào thuật toán được nâng cấp nên mà giờ đây JBL Chark 4 không còn là một gã to mồm mà thay vào đó là một chiếc loa có độ chi tiết cực kỳ tốt rồi. Giải bass thì vẫn ấn tượng nhờ được hỗ trợ bởi dàn đun bass ở hai bên khiến cho chất âm bass cực kỳ mạnh mẽ, có chiều sâu cũng như là có độ vang tốt hơn. Về âm mid thì cũng ổn, mặc dù là đôi khi nó có vẻ hơi mỏng. Mình nghĩ là với một chiếc loa được cho là tốt thì bass là yếu tố quan trọng nhất. Vì theo mình thấy thì đa phần người sử dụng đều là người dùng tầm trung, không thực sự quá khó tính khi nghe nhạc. Vậy nên khi mà một chiếc loa có một chất âm cùng với chi tiết ổn định cùng với âm bass rõ ràng mạnh mẽ là cực kỳ hợp lý rồi. Nhưng mà nhìn chung về âm thanh thì không có gì cải tiến quá nổi bật khi mà so với Chark 3. Về chống nước thì Chark 4 vẫn giữ được phong độ như là Chark 3 đã từng làm rất tốt với chứng nhận chuẩn IPX7. Ngoài việc đi mưa và rửa dưới vòi nước, em nó có thể cùng bạn lặn xuống hồ bơi, ngâm nước ở độ sâu tối đa 1m trong vòng 30 phút. Tuy vậy, JBL cũng không khuyến cáo sử dụng tính năng này thường xuyên, nhất là khi bạn chưa đóng chặt nắp bảo vệ cổng ở dưới. Và đó là toàn bộ những gì mình trải nghiệm cũng như là sử dụng em nó ở một khoảng thời gian nhất định. Còn bạn, bạn thấy sao? Bạn có cho rằng đây là một chiếc loa cực kỳ xứng đáng để có trong túi của mình hay không? Nếu bạn có thắc mắc gì về sản phẩm JBL Chark 4 mình review ngày hôm nay thì đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần comment nhé. Sản phẩm JBL Chark 4 đang được phân phối chính hãng tại chuỗi cửa hàng antien.vn. Bạn có thể click ngay đường link bên dưới để đến với sản phẩm. Nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm like cũng như là subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!